Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài, kiểng Xuân dám hỏi Đông Hoàng tuổi mấy mươi, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Kiểng vật khoe màu đua sắc tươi, cành hoa hé nở tợ như cười. Xuân về cảnh đẹp càng thêm vẻ. Dám hỏi Đông Hoàng tuổi mấy mươi. Đức Huỳnh, giáo chủ viết năm 1941. Một góc thiền tịnh biểu sơn Sydney, hai cội thiên tuế và ba cội bông, hàng năm cội bông đỏ trổ trước, cội ô sa cao vàng và cội mua tím trổ sau. Bốn câu sấm trên được Đức Huỳnh giáo chủ viết tại nhà thương chợ quán, nơi đây giặc pháp âm mưu giết ngài bằng cách ép ngài uống chất độc axit, nhưng ngài dùng thần thông hóa giải, ngài thoát chết. Nhân dịp xuân tân tị 1941 Ngài viết bốn câu thơ trên ký thác cho trò kiển Xuân Kỳ Vân lãnh sứ mạng trong tông phái biểu Sơn Kỳ Hương ra hải ngoại Úc đại lợi giảng giải thiên cơ đạo Pháp. Đúng như hoài vọng của Ngài viết trong quyển sám giảng ba. Chừng nào bổn đạo hiểu thông. Thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Câu thiên cơ quan trọng nhất là câu chót. Dám hỏi đông hoàng tuổi mấy mươi. Nghĩa là sau này ta mượn xác nữ tái xanh. Khi diện kiến xác nữ ta là hàng Nga xưng danh đức cậu, trò kiểng xuân sẽ hỏi ta mấy mươi tuổi. Năm Bính Tý 1996, tôi có cơ may diện kiến Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh và được Ngài trực tiếp thuyết cho tôi nghe ba băng cứu nguy tận thế. Cũng trong dịp này, tôi lên trại giấy nơi lãnh trang ở Bình Long. Lúc bấy giờ, trại giấy chỉ có ba mẫu còn cây rừng hoang sơ. Trong trại giấy chỉ có một túp lều tranh, xung quanh mới phát hoang chuẩn bị trồng cây trái. Trong lúc các bạn đạo ngồi nghe Đức Cậu Bần Sĩ nói chuyện, bỗng có động lực vô hình khiến tôi muốn biết tuổi tác của đức cậu nhưng hỏi tuổi phụ nữ thì ngại quá tôi ngập ngừng một lúc lâu rồi mới bạo dạn hỏi thưa cô chín bấy giờ tôi gọi đức cậu là cô chín thưa cô chín tuổi con gì đức cậu cười đáp cô tuổi đinh hợi sau này nếu muốn biết tuổi tác ai thì quý vị hỏi thưa anh thưa chị năm nay anh chị được bao nhiêu tuổi hỏi như vậy là lịch sự rồi đừng hỏi tuổi con gì vì nếu người ta tuổi con rắn hay tuổi con cọp thì nghe ghê sợ lắm vì chú con rắn xà con cọp hộ kìa kìa quỷ mị khởi loan xả thương hổ dạo đa đoan hội này phần thời giặc giã phủ vây phần thời đói khát thân dày chẳng yên lăng xăng nhiều cuộc đảo điên sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi đã hết lời đã hết lời khuyên dân dạy biểu cho người thiện duyên trách lòng nhiều sự chẳng kiêng. ốm đau cầu giảm, an thuyên chẳng màng biến sanh những sự tà gian. Quỷ tăng phá giới lòng toan hại người. Thế này cạn, sự đã rồi. Mở mang rời đổi lập đời thượng ngươn. Chuyển luân thiên địa tuần hườn, hội này thấy lửa tạm lam cháy mày ít ai tỏ biết đặng hay. Ví như cầm chén rùi tay bể rồi, thầy xưa lời dặn hẳn hỏi thực nhơn nhơn thực đến hồi chẳng không. Oan oan tương báo chập chồng. Tham tài tích đại mình không xét mình. Trích sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, trang 106 đến 107, lưu ở đình Tổng Sơn năm kỷ dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Lời bình, cùng từ xả thương hổ giảo nghĩa là rắn cắn cọp ăn. Ám chỉ chiến tranh Ukraine khởi từ năm cọp nhâm dần 2022 hổ đến năm rắn ất tỵ 2025 xả. Tiếp theo sau đó, chiến tranh Biển Đông bùng nổ từ năm ngựa bính ngọ 2026 đến năm gà kỷ dậu 2029. Chết chóc tang thương, ít ai tỏ biết đặng hay. Ví như cầm chén rùi tay bể rồi, thầy xưa lời dặn hẳn hỏi. Thực nhơn nhơn thực đến hồi chẳng không? oan oan tương báo chập chồng. Tham tài tích đại mình không xét mình. Câu sấm, ví như cầm chén rủi tay bể rồi, ghép chữ chén vào chữ bể. Sẽ có thuật ngữ thiên cơ chén bể ám chỉ lãnh tụ cường quốc gây ra trận chiến biển đông phải chết đúng luật nhân quả, gieo gió gặt bão, oan oan tương báo chập chồng. Trận chiến biển đông dẫn đến tận thế, Đức Di Lạc Phật Vương ra đời kịp thời năm kỷ dậu 2029 cứu nhân loại sống sót được ba phần. Đúng như trong sám giảng quyển ba viết năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ Tiên Tri. Thiên cơ biến đổi can qua. Gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Thì văn giáo lý của Bồ Tát Thanh Sĩ tức bụng trị Hằng Nga. Thầy tiên môn đệ tục, đạo tránh tín đồ tà, cha hiền sanh con giữ, tức bụng chị Hằng Nga. Hằng Nga bóng vẫn sáng, mặc dù nhiều mây áng. Khi ngọn gió thổi qua, ánh trăng hườn tỏ dạng. Tỏ dạng là ánh trăng, mây không thể cản ngăn, cản ngăn chỉ phí sức. Không thắng nổi chị Hằng. Chị Hằng soi thế gian. Cho kẻ tối thế đàng. Không vì câu danh lợi, vạn cổ vẫn minh quang. Minh quang tánh của trăng, như minh quang đạo hằng khoảng thế gian càng tối, ánh quang minh càng tăng. Lá thờ Đông Kinh Quyền 1, trang 132, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày mùng 10 tháng 6 năm 1964. Ngài Thanh Sĩ tiên tri cuối hạ ngươn Đức Phật Thầy Giáng Trần Cứu Thế, tùy cơ ứng biến tùy duyên hóa độ phải mượn xác nữ cư sĩ hằng Nga, chị hằng mặc cho người trong bồn đạo Phật giáo hòa hảo chấp tướng chấp danh dèm xiểm chê bai nhún trẻ chế nhạo Phật Thầy. Nhưng hào quang Đức Ngài càng tăng, càng ứng khẩu thuyết thao thao bất tuyệt để độ bá ra kịp dự hội Long Hòa. Kỳ Vân Siêu Tầm Sydney, ngày 17 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.